4 mắt. Thành công rồi. Em đã qua vòng sơ tuyển rồi này. Vòng sơ tuyển nào ạ? Người ta có thông báo là tuyển trẻ em đóng phim. Thế là anh đã gửi ảnh của 4 mắt. Ảnh của em á? Đây này. Thằng bé này nhìn dễ thương đấy. Duyệt. Duyệt nó đi em. Vào vòng trong. Mai sẽ thi vòng 2. Cái gì? Thi á? Không có gì to tát đâu. Ngày mai là vòng thi thứ 2. Chỉ cần em thi chót lọt vòng thứ 2 thì em sẽ thành sao đó. Sao? Nếu được vào showbiz, em sẽ gặp Sơn Tùng MTP, Blackpink, BTS. Đúng. Hơn nữa, nếu trở thành ngôi sao, khỏi cần đến trường luôn. Em thưa cô, hôm nay em bận đi diễn, cô cho em nghỉ học được không ạ? Được, em cứ nghỉ thoải mái đi. Nhớ giữ được hai nhá, con cô hâm mộ em lắm. Hôm nào cho cô xin chữ ký nhớ chưa? Tất nhiên rồi cô. Tuyệt vời. Em muốn trở thành ngôi sao. Muốn trở thành ngôi sao thì em phải luyện tập đã. Đúng, mình phải luyện ký tên mới được. Ôi, 4 mắt nhà mình sắp thành ngôi sao rồi. Không biết là người ta cho 4 mắt nhà mình thi cái gì nhỉ? Trong này người ta biết là mẹ ơi, phải luyện tập nhảy, múa, hát và đọc lời thoại. Các bạn ơi, sau đây là phần tập luyện thi hát của mình. Nhưng mà mình chỉ hát nhỏ thôi, bởi vì mẹ mình đang ngủ trên lầu. Các bạn chú ý lắng nghe nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ngay đây. Nói rồi. Hey, nói dối làm tin ta tàn nát. Nói dối làm trái tim thương đau. Ký đã yêu nhau chẳng đợi. Ký đã tình yêu thật thoát. Hát như bò giống mình có im đi không gì bảo hả? Không để cho mẹ ngủ à? Không sao đâu mẹ, tập nhiều sẽ khá lên. Để cho nó tập luyện thêm đi mẹ. Hai, đọc đi. Đọc lời thoại cho thành thạo vào đấy. Ngày xưa có một người đánh nhức đầu quá. Đủ rồi, đọc ấp a ấp úng như thế đảm bảo là chưa? Rồi, không còn chần chừ gì nữa, phải tập huấn thôi. Đọc theo anh đây này. Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch. Nào đệ. Dễ hả chứ gì? Để em nói cho. Nồi đồng nấu dốc, nồi đất nấu rách. Nồi rồng nấu ốc, nồi đất nấu bách. Nồi đồng nấu đất, nồi đất nấu ếch. Nồi đồng. Mỗi một lần nói sai sẽ bị đánh vào đầu một cái. Làm sao bắt em nói được. Ngày xưa có một người đánh cờ tướng rất cao tay nên tên là Trương Ba. Chưa có một tay cờ nào địch nổi anh ta. Vừa lúc ấy có một ông lão ăn mày ghé vào nhà Trương Ba xin ăn. Mới xin đi thử một nước xem sao. Mẹ thấy không, 4 mắt nhà mình tiến bộ rồi. Sau này chỉ vài hôm nữa thôi, 4 mắt là ngôi sao.
con sẽ là anh trai của ngôi sao. Còn mẹ, mẹ sẽ là mẹ của ngôi sao. Ôi dồi ôi, mẹ phải may đồ ngay cho hai mẹ con mình đến xem hôm bố mắt diễn mới được. Ừ đúng, diễn đi được không? May đồ thật đẹp vào mẹ. Thế còn đồ diễn của mình thì sao nhở? Mẹ, mẹ ơi, tiền mẹ đưa con ít quá, chả có đủ tiền may bộ nào đẹp đẹp cả. Mấy bộ nhà mình cũ hết rồi, bây giờ chỉ có đi mua cái xịn mới có đồ đẹp cho con đi thi thôi. Mẹ cũng buồn lắm, vì bây giờ mẹ cũng hết tiền mất rồi. Bây giờ chỉ còn cách là cả nhà chúng ta phải đi kiếm tiền. Kiếm tiền bằng cách nào hả mẹ? Ui dồi, mẹ nghĩ là nhà mình rộng như thế này ấy. Đúng rồi, ba mẹ con mình có thể mở tiệm tạp hóa, bán để con lấy tiền, lấy kiếm lấy lời, kiếm một ít để con mua đồ cho bốn mắt đi thi, đúng không? Mẹ với cả bốn mắt thì bán cái gì mà người ta phải mua. Con sẽ không bán cùng với hai người đâu. Đừng có mà khinh thường nhá. Đúng. Con muốn đua với em với cả mẹ không? Mỗi người chúng ta sẽ tự mở một tiệm tạp hóa riêng. Đồng ý không? Được. Nhưng mà ai bán của người lấy nhá. Không rồi, chung đụng gì với nhau đâu. Để mà không chung đụng nhá, em nghĩ là chúng ta sẽ phải tự mở một cái tiệm tạp hóa theo màu đi. Thế là không bao giờ chung đụng được với nhau. Theo màu à? Màu mà sợ à? Anh màu vàng. Em màu xanh. Em mẹ, màu hồng. Mẹ màu hồng. Đấy, được rồi, bây giờ đi chuẩn bị. Đi chuẩn bị. Hello các bạn, chào các bạn đến với tiệm tạp hóa màu hè của mình. Mình quyết định chọn màu vàng rực rỡ, màu vàng lộng lẫy để mở tạp hóa để thu hút người khách hàng. Thế cho nên là đầu tiên mình sẽ trang trí gian hàng tạp hóa của mình nhá. Ba chiếc rổ ở đây để khách hàng tha hồ chọn lựa, quẹo lựa đo. Bây giờ mình sẽ hai cái rổ đánh đó. Tóc xanh bị kẹt rổ à? Để em giúp cho. Đến với tiệm tạp hóa biển xanh, các bạn sẽ có một không khí rất là thư giãn như ở ngoài biển vậy. Nhìn vào màu xanh đã thấy vui rồi. Đấy, hôm nay là tiệm tạp hóa của mình nhé, sẽ bán cực kỳ đa dạng các đồ, từ đồ ăn, đồ chơi, cái đôi đồ gì cũng có. Các bạn cùng xem mình làm nhá, đảm bảo mình sẽ bán đắt hàng nhất cho mà xem. Một bên thì tạp hóa tuổi hồng mộng mơ, một bên thì biển xanh cắt trắng. Nhưng mà muốn bán đắt hàng thì mình phải có cái gì bạn? Mình phải có tiểu xảo bán hàng chứ. Đây. Hôm nay để bán hết chỗ hàng này, mình sẽ bán đồng giá luôn. Đấy. Để giá vào đây. Chả mấy chốc là mình sẽ giàu nhất nhà luôn. Ui, có khách rồi. Anh ơi, mua gì vào đây anh? Em bán rẻ cho. Bao nhiêu tiền lon nước em nhở? 5.000 một lon, anh lấy đi. Thế à? Thế bây giờ 10.000 anh lấy 2 lon được không?
Không, đúng 5.000 một lon em mới bán. Khổ quá, mới sáng sớm phải ra anh đã mặc cả rồi. Thôi không bán cho anh đâu, đi đi. Giải vía, đốt vía, đốt vía, đốt vía. Anh ơi, vào mua cho em cái gì đi. Đồng giá anh ơi, đồng giá siêu rẻ, cửa hàng đồng giá chỉ một giá mà thôi. Mua cái gì cũng chỉ một giá mà thôi. Mại rô, mại rô. Ơ thế có cái gì đây nhở? Có tất cả các đồ ăn đồ uống này. Ủa ơi, nhiều hàng xịn như này mà giá rẻ ấy nhở? Chứ có sao nữa. Mại rô đi anh. Cho anh lấy một hộp phô mai tteokbokki đi. Vâng, cho em xin tiền. Ok, tiền của em đây. Ơ, anh ơi. Anh. Ừ. Anh ơi. Thiếu tiền anh ạ. Ơ, sợ thiếu hả em? Rõ ràng 5.000 mà. 5.000 nào? Em cười nhở? Hàng người ta hàng. Hàng người ta đâu mà 5.000 hàng xịn, hàng xuất khẩu. Đồng giá. Anh nhìn thấy gì đây không? 95.000 của em mà anh bảo 5.000 à? Của anh còn thiếu 90.000 nữa. Anh đeo cái kính giày đấy kia không nhìn ra đúng rồi. Anh phải đeo kính hiển vi vào. Em đã viết thế này là chiếu kính hiển vi như thế thôi. 90.000 nữa nhá. Ôi giời, làm ăn kiểu gì đấy? Lừa đảo à? Thôi trả tiền đấy, không mua nữa nhá. Này. Cô cháu mua hàng với cô. Ừ, mua đi. Cô ơi, cái thạch này còn không cô? Thạch đấy hết rồi. Ừ. Thế kẹo nổ này bao tiền à? Kẹo nổ cũng hết rồi. Thế vậy cô cho cháu lấy gói mì đi. Không được, mì cũng hết rồi. Mà sao chọn mãi mấy giờ toàn chọn cái hàng hết hàng thế? Chọn mãi không chọn được, đi đi. Phiền tức, đang ăn không yên. Đi về. Thằng này lì thật đấy, đuổi mấy cậu mà đi. Đồ ăn ngon này mình để mình ăn chứ, bán thì phí à? Hàng của em ấy ở quá anh ạ. Từ sáng đến giờ gặp mỗi ông khách mà lại còn không mua. Không biết là mẹ mình thế nào nhỉ? Mẹ, hết hàng rồi, sạch hàng luôn rồi, mẹ đỉnh thật. Mẹ hôm nay bán được bao nhiêu tiền? Mẹ có bán cái gì đâu, mẹ ăn hết sạch rồi. Ơ, thứ hai đứa không ăn gì à? Còn gì không để mẹ ăn tốt cho. Ê, không được. Thôi, mẹ cũng no rồi, mẹ chuẩn bị lên giấc ngủ đây. Hai đứa xem ra mà dọn đi. Còn mấy cái đồ này này, mẹ nhà mình cũng đang vừa hết xong, mẹ có để lại đây để mẹ dùng nhá. Nhá. Như vậy là không có tiền cho em đi thi ngôi sao à? Không có tiền anh mua bộ quần áo để đi xem em thi à?